Dạ em xin chào chị Kim Song Loan, em là trưởng đoàn Lô Tô Gia Nguyễn. Em tên Minh Anh, đoàn em hiện tại giờ đang hoạt động ở tỉnh Hậu Giang, nhưng 5 tháng nay không có hoạt động. Đây là đoàn của em. Và em cũng tạ ơn Hội Thánh Hân Điển và tất cả ekip trong của chị Kim Song Loan đã ủng hộ cho đoàn. Và anh em trong đoàn có gạo để ăn. Kiểu này chắc gỡ ra trơn đi, muốn mẹ cái nhà ở đi. Ơi, trong đoàn em được 4 người, Lô Tô giờ khổ lắm chị. Mong chị cứu giúp cho đoàn Lô Tô của em. Em là chủ đoàn, giờ nuôi 4 người, giờ tiền mặt bằng, tiền điện, tiền đùng mà. Mong chị cứu giúp cho em. Em mang ơn chị nhiều. Dạ đoàn của em tên Gia Nguyễn. Dạ hôm nay là ngày 8 tây tháng 10, Minh Anh có nhận từ 1 triệu đồng tiền của bên chị Kim Song Loan, và tất cả ekip bên chị Kim Song Loan đã trao tặng cho đoàn Gia Nguyễn là 1 triệu đồng. Và cảm ơn Hội Thánh Ân Điển từ Chúa đã ban phước lành cho đoàn 1 triệu đồng để mua gạo để sống qua mùa dịch. Chân thành cảm ơn chị Kim Song Loan và tất cả mọi người trong ekip bên chị Kim Song Loan, chân thành cảm ơn. Dạ em chào chị Kim Song Loan, em là Michelle, em là chủ đoàn, đoàn em tên là Văn Nghị. Hiện bây giờ em đang nằm ở tỉnh Hậu Giang, huyện Phụng Hiệp. Em cũng tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho em có duyên với chị. Mong chị có lòng thương giúp đỡ đoàn em để có gạo nuôi anh chị em trong đoàn vượt qua lúc khó khăn. Nè đoàn em là chị. Chỗ này chỗ ngủ của mấy đứa em nè. Chỗ này là chỗ của mấy đứa em ở nè. Đó, mấy đứa em che và ở đó chị Loan. Đây là chỗ ngủ của nhân viên. Mong chị có lòng thương giúp đỡ cho đoàn em để vượt qua lúc khó khăn. Cũng tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho em có duyên với chị để chị giúp cho anh em trong đoàn có gạo ăn. Con cầu mong Chúa giúp đỡ, con cầu mong Chúa thương mấy đứa con, cho mấy đứa con vượt qua lúc khó khăn. Hiện bây giờ em đang làm quyền Phụng Hiệp, sân khấu em gỡ ra rồi chị ơi, nước ngập rồi, em gỡ sân khấu. Còn đây là chỗ ở của mấy đứa em nè. Chỗ ở của mấy đứa em. Mong chị thương cứu giúp mấy đứa em để lướt qua lúc khó khăn này. Con cũng tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho con để có duyên với chị Kim Song Loan giúp đỡ cho con. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Mong Chúa thương giúp cho mấy đứa con vượt qua đại dịch để còn đi hát lại kiếm tiền. Hiện bây giờ trong 6 tháng nay đoàn hát không được chị Loan ơi. Bây giờ em phải nuôi 7 anh chị em bị kẹt ở đoàn đó. Bây giờ chỗ em làm ngay chân chỗ này là không có về quê được. Mới xuống chỉ thị 19, bây giờ dịch quá trời lên, bây giờ trở lại chỉ thị 15 nữa rồi chị ơi. Mong chị có lòng thương cứu giúp đoàn em. Em mang ơn chị nhiều lắm.
cầu mong Chúa độ cho chị lúc nào cũng mạnh khỏe và mong bí kíp và giúp đỡ dùm cho đoàn để vượt qua lúc khó khăn này. Thay mặt anh em trong đoàn, chúc cho chị Kim Sâm Loan lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe. Con tạ ơn Chúa, Chúa đã ban phước cho con có duyên với chị Kim Sâm Loan để có gạo nuôi anh chị em trong đoàn. Lúc nào con cũng nhớ ơn Chúa, mong Chúa phù hộ độ cho con lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, mau qua đại dịch để chị em con còn hát lại. Vô tháng dịch mà còn bị như vậy nữa, thành hết rồi. Cả lớp làm đi cho quay trước rồi. Nhập rồi giờ lên chỗ cô đem đồ qua nhà người ta gỡ với. Dạ con thay mặt trong đoàn cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh Ơn Điển của Chúa đã ban phước cho con để con gặp được chị Kim Sâm Loan và bí kíp của chị Kim Sâm Loan đã tài trợ cho đoàn con được 1.000.000 đồng. Thay mặt anh em trong đoàn, con cảm ơn chị Kim Sâm Loan rất là nhiều. Con tạ ơn Chúa đã ban phước cho con để có duyên với chị Kim Sâm Loan đã tài trợ cho con được 1.000.000 đồng. Cảm ơn tất cả anh chị Mạnh Thường Quân của bí kíp chị Kim Sâm Loan đã giúp đỡ những chị em đi hát hội chợ lô tô. Dạ chúc mọi người, anh chị Mạnh Thường Quân và chúc cho bí kíp chị Kim Sâm Loan lúc nào cũng được thật là nhiều sức khỏe. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã ban phước cho con được có duyên với chị Kim Sâm Loan. Dạ con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Amen. Mưa lũ bão nước ngập nước ở trong
yêu thích sân khấu đó, mà vậy đó. Rồi. Rồi còn mấy cây sắt. Đây xe lửa còn gì đây? Bạc mà còn không có tiền mua nữa. Một hết trơn rồi. Cái hàng thì banh chành trơn, gió thổi bay nóc hết trơn. Gạo thóc chứ giờ khó khăn quá rồi, tình mình không biết sao, biết trụ nổi không, mấy tháng nữa là nguy hiểm đứt luôn. Tôi là Nguyễn Chánh Luận, trưởng đoàn Lô Tô Bảo Trâm. Hôm nay quay clip này lên để xin cảm ơn Hòa Thánh Lân Điển, cũng thông qua cô Kim Song Loan làm quá duyên cho con cái Chúa được biết được Hòa Thánh Lân Điển. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con cái Chúa gặp được Hòa Thánh của Ngài, và cũng thông qua Hòa Thánh của Ngài, Ngài đã ban phước cho chúng con được ân điển của Ngài trong mùa dịch này. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài dùng cánh tay quyền năng của Ngài, Ngài cho tất cả các ông bà anh chị em chúng con và những người chưa biết Chúa được quay lại và biết yêu mến Chúa. Con cảm ơn Chúa, Ngài dùng quyền năng của Ngài để Ngài sửa trị mỗi chúng con, cũng như Ngài cho chúng con ân điển và hồng ân của Ngài cho đến khi Ngài Chúa tái lâm. Con cảm ơn Chúa. Dạ, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2021. Em có được sự của Chúa ban giao duyên cho tụi em được các nhà hảo tâm Quý Mạnh Thường Quân và chị Kim Song Loan đã hỗ trợ cho đoàn chúng em tăng lực 1 triệu. Em thay mặt đoàn và các nhân viên công đoàn cảm ơn Chúa và chị Song Loan nhiều. Xin Ngài hãy sai con đi.
nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Dạ, lời nói đầu tiên, con tên là Khánh Thi, bên đây là Tuyết Nhi, còn bên đây là chị My. Còn sau lưng con là hai người thanh niên trong đoàn. Thì lời nói đầu tiên, con xin ân điển của Chúa thương xót cho chúng con, giúp cho chúng con, ban phước lành cho chúng con trong lúc khó khăn này. Và xin ân điển của Chúa ban phước lành giúp cho ekip của chị Kim Song Loan được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Và hiện tại là tụi con đang hát ở Củ Chi, đoàn của Hồng Ti, địa chỉ là 3/18/8, đường 458 ấp Thạnh An, xã Trung An. Thì đoàn của con bị kẹt ở đây là 5 tháng rồi, không có được hoạt động. Thì hiện giờ anh chị em trong đoàn là hiện tại là có 5 người đang gặp rất là nhiều khó khăn, mong được sự giúp đỡ của ekip chị Kim Song Loan và cầu xin cho ân điển của Chúa ban phước lành giúp đỡ cho anh chị em chúng con trong lúc khó khăn này. Con xin được cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn Đức Chúa. Amen. Và em xin được gửi lời cảm ơn đến chị Kim Song Loan cùng với ekip ân điển của Chúa. Và xin được gửi lời cảm ơn đến anh Phony Trung cùng với sự gieo duyên của chị Miu Lê đã gieo duyên đến với chị Kim Song Loan. Và ekip ân điển của Chúa đã hỗ trợ và giúp đỡ cho mấy anh chị em đoàn của Hồng Ti với số tiền là 1 triệu đồng để cho mấy anh chị em mua gạo và lương thực, nhu yếu phẩm trang trải trong lúc khó khăn này. Một lần nữa thì em xin thay mặt đoàn, mấy anh chị em ở đây xin một lần nữa là gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất gửi đến toàn bộ ekip ân điển của Chúa và chị Kim Song Loan cùng với anh Phony Trung cùng với chị Miu Lê. Và một lần nữa cho chúng em xin được gửi lời cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Cầu xin ân điển của Chúa ban phước lành đến với ekip và chị Kim Song Loan cùng với anh Phony Trung và chị Miu Lê. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Amen. Amen. Xin ân điển của Chúa. Em là Mai Ca, ngày hôm nay em làm có clip này xin gửi đến tất cả toàn thể ekip của chị Kim Song Loan để gửi cho chị một vài lời. Và hôm nay là đoàn chúng em tên là Kha, hiện tại đang nằm tại xã Đức Tính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh như thế này thì tất cả những anh em trong đoàn không có làm gì hết. Và hôm nay là clip này để cầu mong gửi đến các mạnh thường quân cũng như là những anh chị ekip bên chị Kim Song Loan cũng như là ân điển của Chúa để xin chị cũng như là mạnh thường quân ekip hỗ trợ và chia sẻ với tình thương của chúng em tại đoàn ca nhạc Ngọc Sang. Một lần nữa thì xin cảm tạ ơn Chúa và xin cảm tạ của chị Kim Song Loan rất nhiều. Và bây giờ là sẽ quay một lần cho chị và tất cả ekip được xem qua không gian đoàn của chúng tụi em. Đoàn hiện tại là có 19 người, tất cả trong đó là có 17 người lớn và 2 người bé. Nhưng mà không có ai gì hết. Trong khi đó là chúng em phải tự lực mưu sinh, có nghĩa là phải kiếm cơm, kiếm gạo để ăn, không có chủ đoàn để chúa lo trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy mong các chị và các mình mê tiếp của Kim Song Loan cũng như là Đức Hội Thánh Chúa xin yêu thương và chăm lo cho chúng em trong mùa dịch này. Và một lần nữa xin cảm tạ ân điển của Chúa rất nhiều. Và đây là gian hàng
cái chỗ mà tụi em ăn vừa ngủ cũng là nơi trú ngụ tụi em luôn, ở trên lại sân khấu. Anh quay sơ sơ hay quay từng đó. Và đây là phòng, đây là phòng ngủ của các anh em trong đoàn. Nói chung là như vậy thôi, cuộc sống hơi chợ mà ngày nay mai đó. Ba giờ cả. Dạ. Đây là chú ba lớn tuổi nhất trong đoàn. Chú ba cũng xin nói một đôi lời để gửi đến cảm ơn Đức Hội Thánh Ăn Điện của Chúa và bên ekip Kỳ Kim Sông Loan. Anh ba là lớn ở đoàn Lô Tô, cho nên là cũng thấy ở đây ăn uống rồi nó cũng vất vả, thì cũng nhờ ekip của bên hội thánh của Kim Loan giúp đỡ, thì anh thay mặt anh cũng cảm ơn em nhiều. Rồi, rồi. Được. Hôm nay là ngày 8 tháng 10, nhờ ăn điện của Đức Chúa Trời, đoàn ca nhạc Ngọc Sang chúng em đã nhận được số tiền từ ekip của chị Kim Sông Loan trong mùa dịch khó khăn này. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Hội Thánh Đức Chúa Trời Ăn Điện của Chúa và ekip cũng như là chị Kim Sông Loan đã hỗ trợ cho đoàn 1 triệu đồng trong mùa dịch này. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Xin cảm ơn Hội Thánh Ăn Điện của Chúa và tất cả ekip của chị Kim Sông Loan đã chia sẻ tình thương đến cho đoàn ca nhạc Ngọc Sang trong mùa dịch này. Mai ca cũng như là tất cả thay mặt cho tất cả anh chị em trong đoàn, một lần nữa xin cảm ơn cảm tạ Đức ơn Chúa và tất cả những anh chị em ekip của chị Kim Sông Loan, Hội Thánh Ăn Điện của Chúa. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Trước tiên là em tạ ơn Chúa và em xin tới chị Sông Kim Long. Em xin video chị muốn 5 lần rồi giờ em khổ. Đoàn hội chợ thì gác lại, thì em bây giờ em đang ở trong kho hộp gà. Mong chị xem xét tin nhắn mà giúp đỡ dùm cho em có tiền uống thuốc. Thì bây giờ em cũng đang bệnh hoạn, em chỉ cần hủ thuốc này em uống. Con tạ ơn Chúa đã gieo duyên đến mạnh thường quân chị Sông Kim Long, đã giúp đỡ cho con tiền uống thuốc. Và con cũng xin cảm ơn Hội Thánh giúp đỡ cho con tiền uống thuốc. Xin cảm ơn Chúa đã giúp đỡ cho con. Amen. Truyền giao tin vui tới trời để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tin trời. Con xin hiến trọn đời, truyền giao tin vui tới trời để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tin trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.